Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Đang quay cho bác anh chị em tham khảo động cơ Isuzu mới về bác anh em. Con này là Isuzu C190 nha, lòng 86 ly, dòng tua 3600. Con này đạt đến công suất là 53 PS các bác nha. Con này cực khủng luôn. Công suất ghê hồn. Dòng tua khá nhanh các bác anh chị em, cho nên nó đạt được tốc độ ghê lắm. Tua cao. Có anh chị em nào mà đam mê mà tốc độ cao đấy thì có anh chị em có con này ha. Rất là đã nha, mới chát nha. Con này C190 ha, con này thì chỉ chạy giỏ mấy em, đấu máy cày thì con này chạy chứ không có đạt, bây giờ nó tua ra rất nhanh mấy em. Đấy. Con này sản xuất từ Nhật Bản thôi nha ha, tua Nhật Bản nha. Con tua khủng lắm, nó nhìn ngốc lắp láp. Con đời cao ha, phía sau nó có thêm cái bầu xuyên hàng nước. Cực đã lắm mọi người, mới tinh giác luôn. Rồi để máy đi. Kỳ quá nha, máy chạy hơi khủng khiếp luôn. Hỏi gì mét đi. Thì con này em báo cáo lại con chị em là con này là Isuzu C190 lòng 86 ly nha. Đấy. Dòng tua của nó maximum con này 36 4000. Đấy. Công suất nó đạt được 53 PS của các chị em. Con này cực khủng luôn ha. Rồi các chị em nào mà chạy giỏ lãi chạy tàu xuồng ghe cực kỳ luôn ha. Còn nói đâu mấy cài con này nó hơi hơi dở nha. Có máy cày thì con này nó tua khá nhanh cho nên xuống vô máy cày nó mất tải nhiều. Đây. Đây, em cảm ơn các bác chị em rất là nhiều nha. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại các bác chị em video tiếp theo nha. Cũng rất cảm ơn các bác chị em đã đăng ký kênh thì máy của em và mong em ủng hộ em thời gian qua. Xin chào, hẹn gặp lại.